Những ngày gần đây, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gai gắt ở nhiều nơi, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 38 độ C, chỉ số tiêu UV ở mức gây hại cao đến rất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 2 tháng 6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn, nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Đợt nắng nóng này có thể còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.